Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Tình hình là với hai cái chuông mới này thì chắc mình sẽ có cơ hội dễ dàng hơn triệu hồi ra em chim huyền thoại đây. Nên bây giờ thử vận may nhá. Mình sẽ lắp một cái ở bên này với một cái ở bên này. Đó, trước nhà luôn. Rồi chúng ta đi ngủ giấc ha. Thử coi có may mắn giống như lần trước không. Lần trước mình cũng đợi như vậy nè, ngủ một giấc sáng thức dậy là chuông nó sáng rồi, nó kêu trời đất luôn đó. Ủa, cũng là đi ngủ sớm đó, nhưng mà hôm nay nó lạ lắm. Nó không có sáng hay là nó kêu len keng giống lần trước rồi luôn. Su cà na vậy, hơi bị buồn đó. Tưởng dễ ăn nhưng mà không dễ như mình tưởng rồi. Vậy là chắc phải đợi ngày hôm sau rồi. Và trong lúc chờ đợi kiểu như trời tối để đi ngủ thì chúng ta sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ trong ngày hôm nay ha. Đây, thử thách ngày hôm nay sẽ bắt nguồn từ cái em Pokemon Regigigas này. Tại vì ngoài em này ra thì em còn có những Pokemon Golem khác á, mình có thể săn tìm ở trong thế giới Siêu Bisamon ấy. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi săn những em Pokemon Regi khác ha. Tên thì mình chưa biết rõ nhưng mà mình đã biết địa điểm để chúng ta săn rồi. Đầu tiên thì chắc mình sẽ đi tới vùng Misa trước đi nha. Đầu tiên chắc mình sẽ tới vùng Misa trước. Nữa hả? Cái em Pokemon rồng này trêu mình chắc luôn nè. Xin đấy, em xuất hiện dạng thường giùm anh. Cứ xuất hiện dạng bó tôi muốn bắt em cũng không được nữa. Đánh em đến khi nào mà em chịu xuất hiện ra bên ngoài thì thôi đấy. Dynamax cho Calyrex nè, đánh cho nó dữ hơn. Kết liễu Duraludon thôi. Ui, trâu vậy. Trời, mình dùng Calyrex đánh mà không si nhê này. Ảo thật đấy. Rồi, cuối cùng cũng đánh bại được ẻm rồi. Wow, cái này mới nè. Ủa, và với lượng kinh nghiệm đánh bại Duraludon thì chúng ta cũng đã tiến hóa cho Morgrem của mình rồi. Ý, em này tiến hóa sẽ trông khá là dữ nha. Giờ em có tên là Grimmsnarl. Wow. Ôi, coi quá chuột của em cơ. Em này tay to lắm. Chuột to đùng luôn. Cho cục kẹo nè. Được nha. Em sẽ có dạng shiny và dạng Gigantamax nữa hả? Ý, em có thể ghi ra anh ta mắt luôn. Mình thì còn có một bát súp thôi, đủ để làm một bát súp duy nhất nè. Có nên đầu tư cho cái em Grimmsnarl này không nhờ? Em cũng sẽ nằm trong danh sách có thể được mình ghi ra anh ta mắt ha. Giờ nghèo nấm rồi, không có cho ăn lung tung được nữa. Thôi, đừng có thể hiện cơ bắp trước mặt anh rồi dụ anh cho ăn súp mắt, anh không cho đâu. Giờ anh nghèo rồi, anh không phải là Lộc của mấy ngày trước đâu. Phải mấy ngày trước mình còn nhiều nấm ấy, là mình cho em ăn chắc luôn đấy. Còn bây giờ thì hơi khó với mình ha. Rồi, và bây giờ mình đã tới cái vùng Misa rồi nè. Ở cái vùng này thì mình cần phải đi đào sâu xuống dưới lòng đất, giống như lần trước mình tìm Regigigas vậy đó. Mấy em Golem này thì chỉ xuất hiện ở dưới lòng đất thôi, nên mình sẽ tìm một chỗ nào đó giống như một cái hang hoặc là cái khe nứt thì càng tốt. Đây khe nứt hay sao nè. Rồi, sau đó mình sẽ đáp xuống á và đi sâu xuống dưới lòng đất thôi. Rồi, xuống để coi khe nứt sâu không. Ồ, khe nứt cũng sâu phết đấy. Xuống luôn rồi tìm một cái hang gần đây, rồi chúng ta đi tìm Pokemon Golem mà mình đề cập tới ha. Đã vậy gần đây nó còn có công trình kìa. Hấp dẫn vậy. Được, vô. Nhiều khi trong mấy công trình này lại cho mình mấy cái đồ mình cần thiết. Ủa, xuất hiện rồi. Em có tên là Regirock. Em đã xuất hiện rồi. 2000 years later. Em xuất hiện là một chuyện, còn tìm được em hay không lại là một chuyện khác nữa. Trời. Lần trước là mình để ý nha, cái em Regirock đó xuất hiện rất là xa chỗ spawn nha.
Từ khi hẹn dòng thông báo là mình tìm rất là xa mới gặp được ẻm ấy. Ở đây không có rồi. Oh man. Bên đây thì sao? Bên đây cũng không có nốt luôn. Toàn rồi, toàn rồi. À, những em Pokemon xuất hiện trên mặt đất thì mình còn dễ tìm, chứ xuất hiện kiểu ở dưới lòng đất này á, mà còn là trong hang nữa. Đây đúng không? Chính xác rồi. Đây chính là Garurok. Nhưng mà ngoại hình em này thì cũng không quá là bắt mắt ha. Nhưng mà thôi kệ, dù sao em cũng hơi bị hiếm mà. Để mình sẽ đưa em nào vô cấu rễ nha. Rồi, dùng katana kéo rễ máu cũng khá là ok nè. Rồi, em lọt xuống nước dưới nước mất rồi. Kéo rễ thêm một hít nữa. Ôi, Regirock không không dễ chơi đâu nha. Cũng phản đam các thứ đồ gắt lắm. Rồi, cấu rễ thành công rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu tung những quả bóng chứa đầu tiên nào. Heavy Ball thử xem. Em nặng 200 mấy ký lận nên chắc Heavy Ball cũng ok đấy. Mình chỉ tung có hai quả thôi. Quả đầu và quả thứ hai là đã lụm rồi. Yeah, và mình được thành tựu Rock. Em này là Golem đá thì phải. Đâu, em đâu? Đây, em đây ha. Thích nha, như vậy thì đội hình Golem của mình đã có được hai thành viên rồi. Và ngoài ra thì ở đây xuất hiện thêm Pokemon Heatran. Nhưng mà lần này là xuất hiện ở cái vùng Misa. Ủa là ở trên mặt đất hay là ở dưới mặt đất nhờ? Ồ, em này thì mình chưa có search chỉ Google. Ủa gì là trên mặt đất hay dưới mặt đất nha? Ê em Pokemon Heatran gì đó thì hơi khó với mình ha. Em sẽ xuất hiện ở dưới nhung nham lận cơ. Xuất hiện dưới hang đã khó rồi. Mà đằng này xuất hiện dưới cả nhung nham nữa thì mình chịu rồi. Không không có tìm được đâu. Chẳng lẽ mình muốn muốn tìm ẻm là mình phải lặn xuống hồ nhung nham mình tìm ấy. Vậy thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Ảnh hưởng tới tính mạng đấy, không đùa đâu. Nên thôi mình sẽ tạm thời bỏ qua em đó ha. Ui, ở đây có nhiều Salamence vậy. Hai em Salamence một lượt. Nhưng mà Salamence mình có rồi nên mình sẽ không có bắt nữa ha. Giờ thì chắc mình sẽ bay tàn tàn tới cái vùng băng thôi. Em Golem thứ hai này sẽ xuất hiện ở vùng băng á. Nên... Ui. Chưa chưa chưa. Nhưng mà tạm thời ở đây có một em. Đó chính là Suicune. Xuất hiện ở bờ biển nè. Được ý nhờ. Mình sẽ cho bộ đôi Golem này ra trận nhá. Và chia sẻ một ít kinh nghiệm cho em Golem mới nè. Tội nghiệp Regigigas hơi bị thọt cấp á. Rồi, và cho Regigigas ra đề ba trước ha. À, mình sẽ đề ba bằng đòn nào đây ta? Đòn nào vừa sức giờ? Đòn này xem. Ừ, đòn này có vẻ là kéo rỉa máu tốt này. Được. Thêm một hít nữa. Và chắc khoảng 3 hít thôi là chúng ta bắt đầu kiểu như tung bóng chứa bắt Suicune vừa rồi. Và Suicune đang ở dưới nước, thành thử ra mình sẽ dùng Deep Ball. Quả bóng này bắt mấy em dưới nước thì hơi bị okela luôn á. Nhưng mà với Suicune thì mình chưa biết nha. Ông ổn rồi, chắc chắc phải đổi bóng chứa quá. Mình tung Deep Ball từ nãy tới giờ nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu là bắt được Suicune ấy. Trời à. Dùng Deep Ball nãy giờ bắt không được. Rốt cuộc dùng đúng một quả Ultra Ball thì bắt được à. Từ chối hiểu, từ chối hiểu. Thôi đi về thôi. Trời ơi, trời sáng mất rồi. Mình tính về lúc mà... Ủa? Ở đây là... Rhyhorn. Màu hồng. Mình bắt chưa nha? Có trong bộ sưu tập mình chưa? À, có rồi, có rồi, có rồi, ok. Tưởng đâu chưa thì mình sẽ cho vô bộ sưu tập mình liền ấy chứ. Tính ra là mình sẽ trở về vào buổi sáng đấy để canh chừng cái chuông á, coi nó có phát sáng hay không. Nhưng mà bắt cái em Suicune đó mất thời gian quá nên mình bay thẳng qua vùng băng luôn đi ha. Và vùng băng thì vẫn như cái vùng Misa hồi nãy. Mình sẽ tìm một cái hang hoặc là cái khe nứt nào đó. Rồi chúng ta sẽ đi đào sâu xuống dưới ha. Như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều đấy. Kiếm thêm kim cương, kiếm thêm kim cương. Làm gì thì làm cũng không quên là kiếm thêm kim cương mang về á. Phải không vậy? Ui, kim cương đó nè. Ui, em xuất hiện rồi. Regice.
Cái em golem này là golem băng á. Để mình đào kim cương xong rồi đi tìm em sao. Regis Ice. Liệu rằng có xuất hiện đâu đó bên đây không? Maybe. Phải thử mới được. Cái khu vực này khá là trống này. Mình mong là xuất hiện trong khu vực này luôn đi. Tìm cho dễ chứ phải đi tìm mấy cái hang lân cận thì hơi bị mất thời gian luôn. Đây rồi. Regis Ice đây rồi. Ý, em này là thuần hệ băng luôn. Em trước là thuần hệ đá, còn em này là thuần hệ băng á. Wow, ngoại hình em này có vẻ đẹp hơn em trước một xíu nè. Ok, cho mấy em này quánh nhau luôn. Ready Rock, vô nào. Mình sẽ đề ba trước ha. Đẩm một cái nè. Wow, kéo rỉa rất là tốt á. Rồi, và không chần chờ gì, mình sẽ tung bóng chứa và bắt Ready Ice thôi. Wow, tấn công bằng đòn băng kìa. Được đấy. Mình sẽ thử với Ultra Ball đi. Để xem coi có hiệu quả giống như bắt Suicune hay không. Được luôn. Ôi hôm nay Ultra Ball thể hiện hơi bị tốt nha. Vậy như vậy thì chúng ta lại có thêm một em golem về đội rồi. Vậy là chúng ta đã có golem đá, golem băng. Cái này là golem thường rồi. Ngoài em golem băng rồi em golem đá ra thì vẫn còn một em golem nữa. Mình cần phải tìm ở một cái vùng mà mình rất là hay đi khám phá gần đây luôn á. Và cũng là nơi chúng ta săn tìm cái Achalis luôn. Đó là vùng sa mạc. Bây giờ thì tranh thủ trời trời hơi chiều chiều rồi nè. Tranh thủ đi. Rồi sẵn tiện đây có cái kim tự tháp nè. Ghé vô luôn. Hy vọng là nhân phẩm cao. Sau khi có được những em golem mới này. Nhân phẩm. Đi xuống dưới nào. Ủa sao kìa, cái tấm áp lực đâu? Ủa sao kim tự tháp không có tấm áp lực nha? Ui, mình bị gốc lắc rồi. What? Kim tự tháp mà không có tấm áp lực kìa. Ghê vậy. Ở dưới còn mìn nha. Ui, ghê nha. Nhưng mà sẵn tiện đó thì mình cũng đã lạc vào một cái hang rồi. Đỡ phải đi tìm. Hợp lý nè. Giờ thì kiếm một cái khu vực nào đó thiệt là trống trải. Để chúng ta ngồi chờ đợi thôi ha. A few moments later. Đi vô hang mà cũng gặp boss nữa nè. Tới công chuyện luôn rồi. Thời tới. Vô. Tranh thủ lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ kiếm boss các thứ đồ cà khịa rồi ha. Hợp lý phết đấy. Giỡn mặt hả? Chỉ cần trúng một hit của Grimsna thôi là Gastly đã rất là yếu rồi. Giờ thì sao mà đỡ được. Uầy, công nhận cái em Grimsna mạnh thật sự ha. Được ý nhờ. Ồ, nhưng mà có một cái vấn đề là nãy giờ mình đợi em Pokemon Golem cuối cùng đó xuất hiện, nhưng mà hơi lâu rồi đấy. Su vậy. Đợi Golem băng, golem đá thì có vẻ khá là nhanh ha. Nhưng mà tới cái em golem cuối cùng này thì hơi bị lâu luôn. Mình đi quá trời đi luôn, đợi quá trời đợi luôn. Mà chả thấy em đâu cả. Ngồi đợi cái em Pokemon golem đó, hoải thiệt luôn á, mình về nhà thôi. Tranh thủ trời tối mình đi ngủ sớm bữa nữa coi. Chả nhẽ hôm bữa mình chịu hồi hô được, chẳng lẽ hôm nay không chịu hồi được cái em chim này nhờ. Không thể nào chấp nhận được. Ngủ thêm giấc nữa nè. Chuông ơi chuông. Có gì đó sai sai ấy ta. Bữa là một cái chuông nhưng mà ngủ phát sáng luôn. Bữa nay tới tận hai cái mà ngủ vậy không có cái nào sáng là sao. Ở kìa. Chuông lõm rồi. Chuông rồi bị làm sao rồi. Hay là đặt chỗ này không phong thủy nha. À chắc tại đặt chỗ này không thủy rồi. Mình đặt chỗ này đi. Hai chỗ này chắc sẽ phong thủy hơn nè. Rồi đó. Hợp lý rồi đó. Nhưng mà phải đợi tới ngày hôm sau rồi. Ngủ giấc nữa mới biết được. Bây giờ đội hình golem của mình đã có tổng cộng là 3 thành viên rồi ha. Một em là golem thường, một em golem đá, một em golem băng. Nhưng vẫn còn thiếu một em nữa. Mình hơi cay rồi đó. Được. Không để cho đội hình mình thiếu vắng thành viên như vậy. Đi chập hai.
tính về nhà để ngủ giấc rồi ngồi đợi cái chim huyền thoại trong cái chuông xuất hiện, nhưng mà mình tính không bằng cái chuông tính rồi. Hy vọng chuyến này đi thì chúng ta sẽ gặp lại đúng rồi nhờ, cái vùng này cũng là vùng mà Pokemon nó xuất hiện ấy, ở dưới lòng đất của vùng sa mạc. Không sao, gần nhà mình, địa bàn của mình, chắc mình sẽ may mắn hơn đây. Đi xuống một cái hang ngồi đợi tiếp thôi, chuyến này đợi nhanh thôi. Và còn có công trình nữa. Còn có công trình nữa à. Ôi, dưới nhà mình có mấy miếng blade này cả đống luôn nè. Vậy mà bây giờ mình mới tìm ra à. Làm hôm bữa đi tìm sắp mặt luôn, cả đống PC blade rồi các thứ. Một cái chuông nữa. Trời à, dưới nhà công trình gần nhà mình giàu tới vậy sao? Ôi, mình phát hiện muộn quá rồi. Mà không sao, mình có thêm một cái chuông là mình sẽ tăng cơ hội mình triệu hồi em chim hơn rồi đó. Một xíu về mình sẽ gắn nốt cái chuông này vô rồi mình mới đi ngủ ha. Còn giờ thì tiếp tục đi đợi đi đợi cái em golem cuối cùng thôi. Xuất hiện rồi. À, mình biết sao, nãy giờ mình đợi nhưng mà không có kết quả rồi. Mình tìm sai địa điểm à. Quê thiệt chứ. Trời, em này có tên là Registeel ha. Em kiểu như là golem thép. Ui, anh thợ mỏ. Ui mà kệ anh thợ mỏ đi, giờ mình lo tìm cái em golem thép trước rồi đã. Đây rồi, em nằm tuốt trong góc à. Đây chính là Registeel của chúng ta á. Wow, trời. Dẻo thế nha. Được, đây cũng là em cuối cùng trong bộ ba golem mà mình săn tìm ngày hôm nay ha. Lần này thì mình sẽ đưa Registeel vô chiến đấu đi. Giờ thì chúng ta sẽ thử bắt cái em Registeel này bằng một quả Ultra Ball xem. Hồi nãy bắt Registeel cũng bằng... Ui, ghê. Tính nóng nha, Registeel tính nóng nha. Đấm một phát Registeel gục luôn. Căng rồi. Xong. Vậy là chúng ta đã thành công bắt được Registeel rồi. Yay, quá là đã luôn. Và bộ sưu tập golem của mình cũng đã hoàn thành trong ngày hôm nay rồi á. Chúng ta đã có đủ golem thép, golem băng, golem đá và cuối cùng là golem đại ca. Mình gọi golem đại ca đi cho nó sang chảnh xíu á. Và sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều nếu như bây giờ mình vô trong nhà, mình ngủ một giấc và sáng thức dậy, những cái chuông mà mình đặt ở bên ngoài nó sẽ phát sáng lên ha. Mình chỉ mong như vậy thôi. Bữa thì chỉ có một cái chuông à, mà ngủ giấc là đã sáng rồi. Bữa nay ba cái chuông nó không sáng là sáng, mình đập chuông luôn. Nóng rồi, tính hơi bị nóng ấy. Đâu chứ, sáng đi mà, mấy cái chuông. Sáng. Trời thì sáng đó nhưng mà chuông thì không sáng nha. Dù nhiều chuông đấy nhưng mà nhân phẩm thấp thì cũng như không thôi. Ngủ ba chập rồi đó mà không có cái chuông nào phát sáng hết là đủ hiểu nhân phẩm của mình khá là nhỏ rồi. Và với đội hình golem này thì mình muốn thử sức một xíu nha. Được. Và sẵn tiện mình sẽ đi tìm luôn cái Arc Chalice này. Một công đôi chuyện ha. Mình sẽ... ở đây có Shopkeeper. À, bán mấy cái viên đá này hả? Mua luôn. Mình sẽ mua cái Downstone này cỡ 2 viên đi. Waterstone thì mình có thể đào được á, nên mình sẽ không có mua ha. Bỏ túi. Được, hợp lý. Đây là ai đây? Trainer. Được đó nhờ. Mình sẽ cho đội hình golem của mình vô chiến đấu thử ha. Đội hình này là mình rất là mất công mới có được đấy. Đầu tiên thì mình đánh với em cá hả? Giật điện em cá. Trainer này chỉ có đúng một em cá à. Trời ơi, buồn vậy. Mang theo có một Pokemon đi khiêu chiến à. Ủa, đi chiến đấu à.
Thôi giờ thì chắc mình sẽ đi đi tiếp. Ui nhưng mà có khi nào mình xui xui mà kiểu từ đây tới cuối series mình không tìm được cái chỗ Archalis này, cái mình không có triệu hồi được đấng sáng tạo luôn không? Ui nghĩ thôi, nghĩ tới thôi là đã thấy hơi toan rồi. Ui no, không muốn như vậy đâu, tôi muốn triệu hồi được đấng sáng tạo. Làm ơn cho tôi gặp cái Archalis đó đi. Úp, cái gì đây? Mình được một quả Cherry Spawn nè. Quả bóng này thì mình không thể chế tạo luôn. Cái này mình có thể dùng để làm một cái món quà ha. Ơ cái bóng hiếm này. Wow, bỏ túi. Yay. Nhân phẩm. Có vẻ may mắn đó. Rồi, đã may mắn rồi thì thôi cho tôi gặp cái hội quán luôn đi. Ủa gì? Cái chỗ Archalis luôn đi. Oh my god. Phía đằng này là em Pokemon Zerara. Em này thì lần trước mình đã gặp trong một chỗ đánh boss nhưng mà mình bắt thất bại nè. Lần này thì tiếc rồi, em là một Pokemon boss. Bắt không được thì mình đánh thì có gì đâu. Sợ gì mà không đánh, vô. Đội hình Pokemon Golem của mình. Đụng là trụng thôi. Mình có quá là nhiều Golem luôn nên mình không sợ đâu. Đấm luôn nè, giỡn với Rare Steel hả? Cái gì chứ cũng dữ dằn lắm á. Nhỏ mà có vỏ nó nha. Sợ chưa? Đánh một lần là được 1-2% máu đấy. Đừng có đùa. Giỡn mặt hả? Sao như thế nào? Hiệp 1 thì Zerara đã đấm cái em Rare Steel của mình sắp mặt rồi á. Nhưng không sao, mình vẫn còn Rare Ice. À nháp thôi, giờ tới Regigot ha. Sợ gì mình nhiều mà, nhiều thành viên mà sợ gì. Rồi, giỡn mặt nè. Giờ thì tới Grimmsnarl. Sợ chưa, nghe cái tên này là sợ chứ cưng. Rén rồi thì nói nha cưng. À, dám đánh Grimmsnarl hả? Dám đánh Grimmsnarl nè. Ui, kịp hay không đây? Yay, Grimmsnarl đã kết liễu được Zerara rồi. Ui, và mình được một cái Ultra Necrozium. Ê? Đây là một cái viên đá Z rất là hay nha. Đây rồi. Mình phải đưa viên đá Z cho Necroma kết hợp với Lunala hoặc là Sogaleo ha. Sau đó thì mình sẽ biến Necroma trở thành hình dạng mới nữa. Đón nhận này. Đánh tên. Wow. Và đây chính là Necroma Ultra nha. Trời, nhìn hơi bị xỉn luôn. Ui, thích thiệt sự ấy. Wow, cánh coi cái quả cánh kìa. Quá là ghê gớm luôn. Đáng đồng tiền bắt súp ghê. Và với hình dạng Ultra này thì Necroma sẽ mang hệ rồng với hệ siêu linh nha. Dữ dằn thiệt ấy chứ. Một chiến lợi phẩm quá là tốt từ em boss Zerara luôn. Thích thế nhờ. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình gặp được Zerara trong ngày hôm nay luôn ấy. Cái em đó mình cũng săn tìm hoài nhưng mà chả thấy đâu cả. Có rất là nhiều Pokemon mình đang săn nhưng mà mình chả gặp ngoài tự nhiên. Toàn là gặp boss thôi. Thế nó mới cày cuối chứ. Nhưng mà ví dụ nha, mình không đeo dòng Mega, mình đeo dòng Dynamax thì mình có thể biến Necroma, vẫn biến Necroma về dạng Ultra được. Wow, vậy thì khá là hay luôn á. Hợp lý. Vậy là mai mốt Necroma sẽ sở hữu một cái sức mạnh mới rồi. Ủa, về tới nhà vẫn còn gặp boss à? Được luôn. Xúc boss luôn. Vô Necroma khiêu chiến nào. Ui, nhìn từ xa Necroma Ultra nhìn xịn thiệt á. Rồi, đầu tiên thì để mình cho về dạng Ultra trước ha. Rồi sau đó mới tấn công nè. Ui. Ôi trời. Không ăn thua. Oh my god. Yêu. Thôi xong rồi, còn có 2 máu à. Hung dữ vậy. Boss này hung dữ vậy. Này thì hung dữ nè. Trời ơi em ơi, hung dữ quá đi.
sợ quá, phải quánh boss tiếp thôi. Đỡ hộ, ái chà chà, chịu nổi không em? Ui, với cái đà này thì có vẻ không chịu nổi thêm một hít rồi. Ô, chịu nổi này, hay lắm Rimsna. Trời nè, bữa nay Rimsna kết liễu được hơi bị nhiều boss rồi đó. Vậy là sắp tới chắc mình phải học cho Necroma của mình á một vài kỹ năng hệ rồng đi, để biến thành dạng Ultra thì còn có kỹ năng hệ rồng mà quẩy nữa chứ. Đó là cũng là một ý kiến khá là hay đấy. Rồi, đây còn có bán viên đá shiny gì nữa này. Được vậy, mua luôn. Rồi, coi coi đá shiny này chắc sẽ dùng để tiến hóa cái em Pokemon nào đấy ấy. Được nha, bỏ túi luôn nha, xin nha. Rồi, và điều mình quan trọng nhất khi mà mỗi lần trở về nhà là những cái chuông này mình xin đấy. Năn nỉ luôn. Mình đã dời 2 lần rồi nhưng mà không chỗ nào phong thủy hết á. Lần này mình bực quá, mình đem vô nhà luôn, để ngay đầu giường luôn. Ủa, ngay đầu giường không được, để ngay đây đi. Ngay đây là vừa đủ 3 cái chuông luôn nè. Rồi đó, để trong nhà luôn đó. Sáng thức dậy mở mắt ra là nhìn lên trên đây không phát sáng là hiểu luôn rồi nha. Nhưng mà dễ vậy, nhân phẩm, bữa nay mình nhân phẩm mà. Quá tam ba bận rồi chứ. Rồi gốc cục gì nó không sáng luôn hả? Hình như có gì đó sai sai ta. Theo kế hoạch là bữa nay là mình sẽ gán bắt được nốt thêm một em chim huyền thoại trong cái chuông này đó. Nhưng mà kế hoạch của mình thất bại rồi. Mình tính sai rồi. Bữa nay mình thất bại rồi. Vừa không tìm được cái Archalis, vừa không có để cho cái chuông nó phát sáng nữa. Mình cũng muốn lắm mà chẳng qua cái chuông không muốn thôi. Nên mình cũng hết cách rồi. Nhưng mà ít ra thì kế hoạch B của mình cũng đã thành công một cách mỹ mãn rồi ha. Đó chính là mình đã sở hữu đội hình kiểu như là bộ ba Golem nè, với lại một đại ca Golem nữa. Đại ca thì có từ trước rồi ha. Và đội hình này thì chắc thời gian sắp tới sẽ là đội hình tăng cơ chính hiệu đây. Tại vì em nào mình thấy cũng có chỉ số phòng ngự khá là cao nha. Wow, đây có thể nói là đội hình Julidon. Đội hình Julidon của mình trong thời gian sắp tới ha. Và thật là tuyệt vời, vì mình đã có được dạng Ultra của Necroma rồi. Mình nghĩ đây sẽ là một cái hình dạng mới và cũng là một sức mạnh mới của Necroma. Nên sắp tới mình sẽ đưa em vào những trận chiến cam go với những cái đối thủ đáng gờm ha. Nghe là đã hấp dẫn rồi. Và hy vọng rằng thời gian sắp tới chúng ta sẽ làm được những việc mà mình còn dang dở trong ngày hôm nay ha. Chứ bữa nay là xém nữa thì toang rồi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chiến phiêu lưu kế tiếp của mình và các em Pokemon. Bye bye.